Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm nay chúng ta lại trở lại chủ đề của Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà. Thực ra thì mình cũng đã muốn cố gắng để không nói đến nữa, nhưng mà việc nó vẫn đang còn rất nhiều người hỏi cho nên là vẫn phải trả lời tiếp. Đấy, hôm qua mình đã up một cái video khác rồi, mình đang định là sẽ up video nội dung khác nhưng mà rất nhiều người hỏi cho nên mình sẽ trả lời. Hôm nay là chủ đề là Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà liệu có kết thúc sớm được hay không? Thì trước hết là tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, tất cả cộng đồng mạng đã quan tâm, ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và cũng chưa được một lần một video nào mình chính thức cảm ơn luật sư. Hôm nay mình sẽ cảm ơn luật sư và cảm ơn chuyên gia luật luôn. Thực ra thì chuyên gia luật là một người rất là bận và có địa vị trong xã hội cho nên là mình cũng không muốn làm phiền đến họ, nhưng mà vì cái việc nó cần thiết thì buộc mình phải hỏi thôi. Đấy, một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, không biết còn sót ai hay không, nhưng mà tất cả những ai đã quan tâm, yêu mến và ủng hộ trong suốt thời gian qua, chia sẻ video hay là đăng ký kênh thì đều là những, hay là viết những comment bình luận thì đó là đều là những cái điều hết sức là đáng trân trọng. Mình sẽ đi thẳng vào cái vấn đề luôn. Cái thứ nhất là cái hợp đồng của Lộc và anh chủ nhà. Thì như hôm trước mình đã nói là mình đã cầm cái bản gốc để mình lấy cái hợp đồng. Hôm trước là mình đã cầm cái bản gốc mình đưa lên cái video đầu tiên của mình. Đó, sau khi mà có hợp đồng chính thức và mình đã làm việc với luật sư và chuyên gia luật thì mình đã đưa lên video mình công khai cái bản hợp đồng. Tuy nhiên là về nguyên tắc thì mình vẫn không có đọc cái gì trong này hết. Mình chỉ, mình không đọc cụ thể. Mình chỉ nói là nó có một vài cái điều khoản bất hợp lý như thế, chứ mình không có đọc chi tiết từng trang. Và mình nói rằng trang thứ nhất, trang thứ hai không có chữ ký. Đó, trang thứ nhất, trang thứ hai không có chữ ký, và đến trang thứ ba thì mới có chữ ký của ba người. Thì như thế mình đã nói rồi. Hôm trước đó là bản gốc Lộc đưa cho mình, còn hôm nay đây là bản photo, bởi vì mình không muốn giữ bản gốc. Ngày hôm sau là Lộc không có hỏi nhưng mà tự mình mang xuống mình trả cái bản gốc. Thế thì cái hợp đồng tại sao mình không, hôm đó mình không có đọc ra? Bởi vì mình muốn giữ cái mọi cái điều có lợi ở trên này cho nên mình không đọc ra. Nhưng mà Lộc lại đọc ra cái này trên kênh của Lộc rồi, thì hai cái trang này cho dù không có chữ ký của ai thì nó cũng đương nhiên trở nên có giá trị, bởi vì nó được sự thừa nhận của hai bên. Còn nếu mà không có chữ ký của ai cả mà Lộc không thừa nhận hai trang trước thì đó lại là một câu chuyện khác. Nhưng mà đây Lộc lại đọc lên thì coi như Lộc công nhận hai trang trước. Như vậy thì thành ra cái hợp đồng này nó lại có giá trị với cả ba trang. Đó. Nó đấy là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà nếu mà ai theo dõi từ đầu thì biết, khi mà mình chưa có hợp đồng, chưa gặp được Lộc thì mình không có muốn phân tích gì hết. Mình cứ nói là phải chờ có hợp đồng, gặp được Lộc và nói chuyện với luật sư thì mình mới phân tích. Thì sau khi, tại vì có nhiều người không chịu xem từ đầu á, vào cứ nói linh ta linh tinh rất là mệt. Thì sau khi có hợp đồng, làm việc với luật sư và chuyên gia luật thì mình đã đưa ra ba cái phương án giải quyết. Phương án thứ nhất là hai anh em thỏa thuận được với nhau, tình cảm, đó là phương án tốt nhất. Phương án thứ hai mới là đơn phương chấm dứt hợp đồng, gọi là thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và cái thứ ba, cái phương án thứ ba là tệ nhất, mới là đưa nhau ra tòa. Đấy là ba cái phương án như vậy. Thì cái thông báo này, thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh, thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh, mình có thể lấy cái tiêu đề như thế, chứ không phải như hôm trước Lộc nói là hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng, hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng. Là Lộc nói như thế là nó hơi, nó nghe nó hơi nghe nó không ổn. Thế thì cái việc mà khi mình đã đưa ra ba phương án như vậy rồi, và mình trên các video mình vẫn nói đi nói lại là mình ưu tiên cái phương án 1 là phương án mà hai bên gặp gỡ thỏa thuận nhau là tốt nhất. Tuy nhiên mình nói ngay trước mặt Lộc thì mình nói để mình gọi cho anh chủ nhà thì Lộc không muốn. Lộc bảo chú đừng có gọi. Mình bảo mình cho học trò hoặc là người quen của mình đến để nói chuyện thôi, không có gì hết. Thì Lộc cũng bảo là chú cho, đừng có cho người đến. Chính vì vậy cho nên mình chỉ gặp được Lộc thôi. Mọi thông tin về phía anh chủ nhà
là mình không có. Những cái video trước là hoàn toàn mình không có cái thông tin. Nếu có thì mình cũng chỉ xem anh chủ nhà nói ở trên YouTube mà thôi. Đó, thì anh nào chưa xem thì tôi phải nói lại cho hiểu, vì cứ vào mạng nói linh tinh, chửi lung tung, cho nên là tôi phải nói cho hiểu nó là như thế. Thế thì khi tôi đang ngồi nhà Lộc thì có một luật sư gọi điện bằng Zalo cho Lộc và muốn là làm cái thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. À, thì mình khuyên Lộc là nên thỏa thuận, nhưng mà Lộc lại nghe theo anh luật sư này làm cái thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cái đó là phương án 2, trong 3 phương án mình đưa ra thì đây là phương án 2. Thế thì anh này anh tự làm, tự xung phong làm rồi. Có một số người bảo tôi không làm, không giúp Lộc. Thì bây giờ anh này anh xung phong làm rồi mà Lộc cũng đồng ý như thế. Chả nhẽ tôi bảo không để chú làm cái này, để phần chú làm gì có chuyện đó. Không? Với cái vị trí của tôi, với cái cương vị của tôi, chả nhẽ đi làm những chuyện như thế. Cho nên là thôi thì ai giúp được thôi, có người giúp rồi thôi, thì mình không phải làm nữa. Chứ việc tôi làm thì tôi cũng phải nhờ luật sư, nhờ nhân viên tôi đánh máy. Tôi làm gì có thời gian ngồi mà đánh máy. Còn luật sư nào làm thì cũng vậy thôi, họ sẽ có một cái thông báo như vậy và họ sẽ căn cứ vào các điều khoản của các luật để người ta đưa ra. Chứ còn nhưng mà khi mà chọn phương án 2 thì nó sẽ mệt, sẽ mất thời gian, chứ không như phương án 1 nhé. Khi đã chọn phương án 2 rồi thì bây giờ chắc chắn là sẽ mất thời gian hơn. Nó còn bao giờ chấm dứt thì việc này sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều thứ. Cho nên là quý vị và các bạn phải hiểu như thế. Tôi thì với kinh nghiệm nhiều năm tôi phải xử lý những cái việc như này, vì rất nhiều các chi nhánh của tôi, rồi chi nhánh, rồi nhân viên, rồi học trò, rồi phó giám đốc, nó tách ra, nó mở các cái công ty khác, mặc dù sau đấy nó giải tán, nhưng mà nó cũng khiến cho mình buồn lòng. Đó, thì mình giải quyết như tôi đã giải thích trước đây rồi. Mình đã cố gắng để giải quyết tình cảm, không có xảy ra vấn đề gì hết. Có rất nhiều người sau này quay lại làm cho tôi vẫn tiếp nhận. Thậm chí có người quay đến lần thứ 3 tôi vẫn tiếp nhận, nên nhớ như thế. Còn cái chuyện Lộc với cậu chủ nhà thực ra thì cũng giống như tôi với các cái cấp dưới của tôi, nó cũng có những cái chuyện như thế. À, thì tôi nói ngay từ đầu, tôi nói nếu mà tôi không có thương Lộc á, thì có thể tôi ủng hộ cậu chủ nhà. Bởi vì cậu đấy là một người kinh doanh, và kinh doanh thì nó có rất nhiều cái rủi ro. Khi cậu ấy chấp nhận bỏ tiền ra, nhưng nếu mà không thành công thì cậu sẽ mất tiền. Đó, nhưng mà vì cái thành công nó lớn cho nên là cậu có lợi nhuận. Chúng ta biết là cái nhà đầu tư nó là như vậy. Warren Buffett khi mà ông bỏ ra, hay là các cái tỷ phú khác trên thế giới như thế, khi người ta bỏ ra, có thể người ta bỏ một vốn như mấy chục lời, mấy trăm lời, rất nhiều lời, đấy là chuyện bình thường, đấy là cái đầu của họ. Vấn đề là cái đẳng cấp đầu óc của từng doanh nhân, họ đoán được ra họ đầu tư vào đâu sẽ thành công. Và bản thân như Warren Buffett, một trong 10 tỷ phú giàu nhất thế giới, vẫn có nhiều vụ ông ta đầu tư thất bại, nên nhớ là thế. Rồi kể cả tỷ phú được xem là không biết là gọi là gì, phù thủy trên cái dạng là đầu tư mạo hiểm, cái ông chủ của Shopee Nhật Bản ấy, cũng vừa rồi cũng cứ bị những cái thất bại rất là nặng nề. Cho nên là nếu tôi không thương Lộc vì hoàn cảnh Lộc giống tôi, thì có thể tôi đã ủng hộ cậu chủ nhà ngay từ đầu. Nhưng mà vì mình thấy thương Lộc nghèo khổ, hoàn cảnh giống mình, cho nên mình muốn giúp Lộc. Đơn giản là như thế. Thì quý vị các bạn cần hiểu điều đó, chứ không hiểu mà cứ vào nói bậy chửi bậy là tôi rất là không hài lòng. Và tính tôi thì rất là vui, nhưng mà cũng rất là không chấp nhận những cái kiểu mà ăn nói một cách là quá bất lịch sự. Đấy, tôi sẽ nói. Rồi, thế còn một cái nữa là chúng tôi thấy là quý vị các bạn, một số bạn cứ vào trong mạng đe dọa người này, đe dọa người kia. Thì tôi cũng nói thêm là đừng ai dạy gì mà làm chuyện gì đó với Lộc, hay là làm chuyện gì đó với cậu chủ nhà. Bởi vì khi chúng ta làm như thế, nếu mà chúng ta làm quá đà, chúng ta sẽ vi phạm pháp luật, mà người phức tạp có khi lại là mình chứ không phải là Lộc. Có khi không phải là Lộc và anh chủ nhà là dính chuyện, mà chúng ta lại là người dính chuyện. Cho nên là mọi cái tác động của chúng ta chỉ ở góc độ là đưa ra những lời tư vấn thôi. Đó, chúng ta thấy các video của tôi từ trước đến giờ hầu như không có một lời nào chửi cậu chủ nhà, mà mình chỉ đưa ra những lời khuyên như vậy thôi. Đó, còn nghe hay không là việc của hai anh em họ. Bởi vì chỉ có hai anh em họ mới là người hiểu rõ cái việc này. Còn chúng ta người ngoài cuộc không thể hiểu bằng họ được. Đấy, chúng ta phải hiểu là như thế. Mình dù sao chăng nữa thì mình vẫn là người ngoài. Còn một số người cứ xin số điện thoại của tôi, thì tôi cũng đã nói thẳng rồi. Tôi không muốn làm phiền luật Lộc, và tôi cũng không muốn Lộc hiểu sai về mình. Ngay cả cái hôm mà tôi phỏng vấn hàng xóm để xem hàng xóm nghĩ như nào về Lộc á,
thì tôi cũng dùng camera giấu kín, và khi tôi đứng ở ngoài cổng Lộc thì thấy Lộc và Thủy về, xe cộ rất là nhiều đồ trên xe phía trước, cả chăn mền cái gì nói chung rất là nhiều. Hai người về đến cổng lại thấy xe ô tô và xe một số của tôi và một số người đấy, thì hai người lại quay đi. Quay đi xong hai người một lúc sau hai người về, nhưng mà tôi cũng không gọi và cũng không ở nhà luôn, bởi vì mình phải tôn trọng họ. Cho nên quý vị các bạn cũng thông cảm là đừng có xin số điện thoại của Lộc qua tôi, bởi vì có xin thì tôi cũng không thể cung cấp được, vì cái đó là quyền riêng tư của họ. Còn cái chuyện nhà Lộc đấy, tôi đến tôi cũng không quay để tránh tình trạng người khác đến làm phiền. Nhưng tại sao vẫn rất nhiều người tìm đến là bởi vì họ tìm thông tin ở trên mạng có, cho nên họ mới tìm ra đến đó. Nhưng mà tôi cũng thấy rất là phiền phức khi mà chúng ta đến mà không giúp được gì mà cứ đi lại lung tung như thế. Thì hàng xóm ấy, từ những người rất là yêu mến Lộc, từ những người dân rất là hiền lành đó, bây giờ trở nên có một số người họ trở nên khó chịu khi mà thấy nhiều người lạ xuất hiện đi lại lung tung ở trong khu vực của họ. Có một số người ăn mặc rồi người ngợm nhìn nó cũng giống giống như kiểu mà dân xã hội ấy, cũng không biết rốt cuộc họ là ai tôi cũng không biết. Nhưng mà tóm lại là khi mà cái làng xóm yên bình của họ tự nhiên xuất hiện nhiều người đi lại lộn xộn thì họ cũng sẽ không vui đó. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý như thế. Tôi cũng không biết họ là thuộc về thành phần nào cả, tôi chỉ thấy là họ có đi lại như thế. Cho nên là cũng mong rằng là anh chị em thông cảm, tôi không thể cung cấp điện thoại cho quý vị được. Nếu Lộc mà muốn cung cấp điện thoại thì Lộc sẽ tự cung cấp lên trên kênh của Lộc, vì Lộc bây giờ đã quản trị cái kênh đó rồi, chứ không phải là không. Còn tiếp theo như thế nào thì tôi nghĩ là nó sẽ còn phụ thuộc vào cả hai người, chứ không riêng gì một ai cả. Còn nếu Lộc mà cụ thể nói một câu là chú giúp cháu chẳng hạn, thì chắc chắn là tôi sẽ có trách nhiệm. Nhưng Lộc không nói gì đấy, tất cả là mình là cố gắng giúp Lộc là do mình quý yêu mến thế thôi, chứ còn bản thân Lộc thì cũng không có nói là chú giúp cháu. Có những người họ khó khăn mà họ nói lời giúp cái là mình cũng phải giúp, cho dù mình rất bận, chúng ta phải hiểu như thế. Còn cứ bảo tôi là giúp thì giúp đi rồi giúp nhanh lên, nhanh thế nào được, lanh nhanh còn phụ thuộc vào hai ông kia đấy, phụ thuộc vào ông Lộc với ông chủ nhà. Hai ông đấy không thích nhanh thì mình làm sao mà thích nhanh được. Nói xin lỗi chứ mình có phải là bố người ta đâu mà thích thì nhanh được. Mà kể cả là bố người ta cũng không thích thì nhanh được. Vì sao? Vì hai người đấy đều trên 18 tuổi rồi, mà mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật như nhau. Mình không có quyền, mình chỉ đưa ra những lời khuyên thôi. Cho nên là các bạn trẻ là cần phải hiểu một tí, đừng có vào nói lung tung, nó không hay. Rồi, chắc hôm nay tôi nói ngắn gọn như vậy thôi, vì tôi không muốn live stream, vì live stream có thể người này hỏi, người khác hỏi, thành ra mình lại phải nói dài. Nói dài thì có những người họ không hiểu, họ lại bảo mình sao lại nói dài thế. Cho nên là hôm nay mình quay video lại, mình up lên cho nó ngắn. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.